Rồi, xin trân trọng và kính chào toàn thể quý vị và anh chị em. Anh chị em nhìn thấy phía sau là hai cây thông Noel thì bên giao diện Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Trung Quốc nó có cập nhật mới. Thì nhân dịp lễ Giáng sinh thì Jun chúc các anh chị em theo dõi kênh của Jun có một mùa Giáng sinh thật an lành và ấm áp bên người thân và bạn bè của mình ha. Nhưng mà nhìn thấy mùa Giáng sinh vậy thôi chứ thật ra clip này chả làm chả liên quan gì tới Giáng sinh cả. Rồi vô thẳng vấn đề ha, thì tiêu đề của clip là trang bị ngựa bậc 7 ha. Thì trang bị bậc ngựa ngựa bậc 7 thì khi mà bạn lên bậc 6 để coi cấp máy lên được bậc 6 ha. Trang bị ngựa đây. Trang bị ngựa này là bậc bậc 6 đây thì nó khi mà nó ghi là cái giới hạn 169 thì nó sẽ cho bạn up lên bậc 7 ha. Ok. Thì để coi giới hạn cấp mấy thì nó cho up lên bậc 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 6, bậc 6 là phải còn yên ngựa bậc 5. Yên ngựa bậc 5 có nghĩa yên bậc bậc 5 luôn đây. Thì khi mà bạn mở giới hạn 149 thì nó đã cho bạn up lên cái trang bị ngựa bậc 6 rồi. Đó thì từ trang bị ngựa từ bậc 6 lên bậc 7 thì nó yêu cầu bạn phải mở cái giới hạn server của bạn lên 169 thì nó mới cho bạn up lên bậc từ bậc 6 lên bậc 7 ha. Thì bậc 6 lên bậc 7 thì top 1 chắc chắn lên được rồi ha. Cái này là hình dáng của cái bộ trang bị người bậc 7 đây. Nó có thuộc tính là màu cam với màu vàng, cái tổ tổng quát là màu vàng. Thì càng lên cấp càng cao thì cái trang bị ngựa nó càng xuống màu chứ nó không có lên được mấy cái màu đẹp đẹp như trước nữa. Chả biết sao nữa. Rồi. Thì cái nguyên liệu để up lên nó thì cứ tốn nguyên liệu bậc 3 thôi, tại vì nó không ra nguyên liệu bậc 4, bậc 5, bậc 6, bậc 7 đồ là để hạn chế cái vấn đề mà chuyển vàng trong game. Thì nói chung là nhà phát hành họ muốn làm sao họ làm thôi. Thì vô thẳng vấn đề ha. Rồi. Rồi đầu tiên là cái cương ngựa cái bộ cương này nó có tên là Linh Bằng Cao Thiên Cương. Linh ở đây là linh dùng linh này nói như sao, thần linh đồ các kiểu á, nói chung là một cái gì đó linh thiêng đại loại. Còn bằng ở đây là cái con chim bằng đó, là cái con kim sĩ bằng hoàng đó, là cái con chim đó đó. Ok ha. Cao ở đây đó là cao, vẻ cao cao đẹp rồi các kiểu. Rồi thiên ở đây đó là một cái con, nói chung là cái bộ trang bị này đó làm bằng của con chim bằng đừng có quan tâm cái tên. Nói chung thì nó về Việt Nam thì chắc nó cứ còn cái chữ là Linh Bằng thôi, Linh Bằng Cương thôi, tại vì bên server Việt Nam của mình nó là bậc 3 nó ghi là Đạo Hải, bậc 4 thì ghi là Giao Trì, bậc ủa lên bậc 5 thì ghi Đạo Hải, bậc 4 thì ghi Giao Trì, bậc 6 người ta ghi Minh Công, Minh Công Cương, Minh Công Đăng, Minh Công Yên đồ. Bên người ta có bốn chữ nghe nghe đẹp dễ sợ. Còn về dịch mấy ông này lỗi dịch thuật hay sao, là hay là ổng cố mấy ổng làm biến dịch không biết nữa, thôi kệ đi. Rồi, thì cái bộ cái bậc 7 á, cái bộ cấp trang bị này bậc 7 á, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 sao. Cấp yêu cầu là 80. Mặc dù nó là đẳng cấp yêu cầu là cấp 80 nha, nhưng mà tới 100, giới hạn 169 nó mới cho nâng người cái này nha. Lừa đảo ghê chứ. Ok, thì lực chiến nó mang lại cho mình là 195k. 195k chưa gì hết, nó bằng lực chiến của mình luôn rồi. Ok, thôi bỏ đi. Rồi thì cái hiệu quả, cái thuộc tính cộng thêm mà nó tăng cho mình nó là 700 lực tấn công, 20% tăng sát thương cuối cùng 20%. Rồi cái này là cái giới thiệu của cái bộ trang bị đó thôi. Đó là cái gì, cái cương. Bây giờ còn cái yên thì cũng như thôi, Linh Bằng Cao Thiên Yên thôi. Cũng là yêu cầu bậc 7. Gì cái trang bị bậc 7 phải yêu cầu bậc 7. Đẳng cấp yêu cầu là 80 nhưng mà cũng 169 mới cho nâng cấp ha. Bộ trang bị này là 1 2 3 4 5 6 7 8 sao luôn. Mặc dù bậc 7 mà mang 8 sao, lực chiến mang lại cho mình là 156k lực chiến. Cái thuộc tính cộng thêm cho mình nó là nó sẽ tăng cho mình là cái kháng tỷ lệ bất lợi 460 điểm. Né tránh cơ bản 140%, kháng tất cả cơ bản 140%. Còn cái này là cũng là giới thiệu thôi. Rồi qua cái tới đạp ngựa là cái bàn đạp á ha. Thì cái bàn đạp nó tên là cũng là Linh Bằng Cao Thiên. Ủa cái đạp là cái gì ta? À, ở trên đây có chữ đăng này, đi còn dịch cái đạp, nói chung là cao bằng như thiên đăng ha. Rồi, thì cái chạy bộ trang bị bậc 7, đẳng cấp yêu cầu 80 thì cũng giống nãy là 169 mới cho nâng cấp lên. Lực chiến bộ trang bị 8 sao, lực chiến mang lại 117k lực chiến,
sinh lực là tăng 7k điểm sinh lực, giảm sát thương cuối 20%. Rồi khoan, bậc 6 để coi bộ bậc 7 thì nó bậc 6 thì chỉ có 7 sao thôi. Thì chạy qua coi bậc 5 đây coi nhiêu. Bậc 5 là 6, một bậc 5 là 6 sao. À là cứ mỗi một bậc lên được 1 sao. Ok. Thì về sau thì anh em cũng nhìn thấy là cái bộ trang bị ngựa ở đây khoan. Cái bộ trang bị ngựa này nó nâng cho mình lên cái sát thương cuối, tăng và giảm sát thương cuối nó đều rất là đẹp luôn. Số nó đều lên 20% hết. Thì bây giờ mình sẽ so sánh với cái bộ bậc 6 ha. Bậc 7 và bậc 6 thì bậc 7 là cái thông chỉ số. Rồi, cương bậc 7 thì mang lại cho mình là lực tấn công 700. Sát thương cuối thì nó giảm cho mình 20%. Thì chuyển qua coi bộ trang bị bậc 6 thì giữa bậc 6 và bậc 7 thì nó hơn nhau là lực tấn công của bậc 6 chỉ có 560 điểm thôi. Thì nó chênh lệch nha tới 140 điểm ha. Coi giảm sát thương, tăng sát thương cuối thì 2%. Đó thì có được cái thông số là nhiêu đây. Rồi chuyển lại bậc bậc 7 tiếp. Rồi cái bộ cương. Bộ cương thì nó tăng cho mình là tỷ lệ kháng trạng thái bất lợi là 460. Né tránh cơ bản và kháng tất cả cơ bản đều là 140 điểm hết. Rồi bây giờ chuyển xuống bậc 6 mình coi. Tất nhiên nó sẽ up bằng mạnh những cái mảnh trang bị ngựa bậc 3 trở lên để up lên, nhưng mà up thì bao nhiêu mảnh thì chắc là mình cũng không biết được nữa, tại vì mình không có đầu tư bên server này. Thì cái này là mình chỉ review lại cho anh em coi thôi, còn thực tế nó cần bao nhiêu mảnh nó phải nói đợi nó về Việt Nam thì mình mới biết được. Rồi thì lệch giữa bậc 6 và bậc 7 thì bậc 6 nó chỉ tăng cho mình là 400 điểm tỷ lệ kháng bất lợi thôi, thì bậc 7 là 460 điểm thì nó lệch 60 điểm nè. Người làm tròn rất là dễ tính. Còn kháng tất cả cơ bản và né tránh cơ bản thì 120 với 140 là trừ ra là 20%. Đó, cái thông số 20% này với 60 này là thấy khá là nhiều quá nha, cho nên là mình phải lên cái yên ngựa trước. Còn cái cương ngựa hồi nãy thì tăng cái sát thương cuối với lực tấn công thì nó tăng đam lên. Thì bạn nào thấy như mới phải đam to hay là bạn nào cần thiết để dành top cái kiểu này nọ á, để mà đánh võ lâm minh chủ thì mình lên cái này, mà lên cái này nó khá là hiếm này nọ. Còn cái yên ngựa, cái đăng tức là cái bàn đạp á, cái bàn đạp bậc cuối được này á thì nó sẽ tăng cho mình là sinh lực điểm, sinh lực điểm như 7k điểm sinh lực tới 7000 điểm sinh lực ha, còn giảm sát thương cuối là 20%. Thì giữa cương và đăng thì nó có một cái đối lập lại. Cương thì nó giảm cho mình sát thương cuối, đăng thì nó tăng cho mình sát thương cuối. Đăng thì tăng được tấn công thì bên đăng thì nó không giảm được tấn công được, thì nó tăng cái lượng máu lên, nó tăng cái lượng sinh tồn của mình lên. Cái đăng này nhầm cái này bậc 5. Cái đăng bậc 6 đâu, cái bàn đạp bậc 6, ok, bàn đạp bậc 6 thì nó tăng cho mình chỉ có 5.500 điểm sinh lực thôi. Giảm sát thương cuối là 18%, 5.500 điểm là với 7.000 điểm hồi nãy là nó chênh lệch nha, 1.500 điểm nè, điểm sinh lực, còn giảm sát thương cuối là 2%. Đó. Cái này là để phòng thủ thôi, cái cương thì tấn công, cái chi là giảm trạng thái, các chế tăng kháng tính các kiểu lên. Còn bàn đạp thì nó tăng cho mình cái lượng giảm sát thương, nó tăng cái lượng sinh tồn của mình lên. Thì trong ba cái món trang bị này thì mình khuyên các bạn theo ý của mình thôi, còn mấy bạn muốn lên cái nào trước cũng được hết. Rồi thì bạn nên lên yên ngựa để mình tăng cái khả năng chịu đựng của nhân vật lên, tăng né tránh, tăng kháng tất cả cơ bản đều ha. Rồi còn về cương ngựa và yên ngựa thì nãy mình cũng nói rồi, bạn nào cần dành điểm với minh chủ thì mình tăng cái đó. Còn bạn lên yên, bạn lên ví dụ bạn không có đầu tư, bạn là dân cày cuốc các kiểu này nọ, thì bạn lên yên, lên cái yên ngựa này đi để mình tăng được cái lượng giảm sát thương cuối. Thực ra giữa tăng sát thương cuối và giảm sát thương cuối nó không triệt tiêu nhau đó. Cụ thể cái bài này mình cụ thể là nó chênh lệch nhau làm sao thì mình có làm một cái kỳ dân cát để nói về giữa tăng sát thương cuối và giảm sát thương cuối làm sao. Rồi cho nên là giảm sát thương cuối nếu bạn dân cày cuốc này nọ các kiểu, bạn nên lên cái bàn đạp ngựa, cái giá nó cũng không có nhiêu tiền hết trơn, tại min giá của bàn đạp ngựa hình như là 450 thì phải, ở ngoài 450 một cái đó, cho nên là bạn lên cái bàn đạp ngựa trước thì nếu để bạn được cái hưởng cái giảm sát thương cuối ha. Rồi thì nếu mà nói về trang bị ngựa thì clip nó ngắn lắm, nó không được tới tầm 10 phút nữa, thì trang bị ngựa đâu có cái gì mà review tới đâu. Ok ha, thì
Bên đây nó cái sự kiện event thì mình sẽ làm cái clip này nói chung đi, thì cái khúc này chắc nói sơ qua cho bạn biết là bên bên cửa hàng bên đây thì nó có mở mấy cái loại vớ, giống như là khi mà cái truyền thuyết ông già Noel thì nó ông tặng quà của mình thì mình phải bỏ một cái đôi vớ vô hả, thì những cái này nó tăng cho mình là những cái như vậy đây. 89 ngân sức thì tăng cho mình là điểm cống hiến nè, cái này là chân khí, cái này là nguyên khí các kiểu. Còn 699 ngân sức thì tăng cho mình là cho mình quà hỷ bích nè, đồng hành môn khách 1S và đồng hành môn khách 2S, tùy hơi hên xui sẽ mở ra. Còn cái này là cho mình hai cái khoáng thạch thần bí cấp cao. Nói chung là về sau khoáng thạch cùng thần bí để mình, cái khoáng thạch thần bí này là cái để mình giới hạn với mở tới một cái mốc 20, 40, 60, 80, 90, 100, ấy ta 80, 100, 120, mình cần cái khoáng thạch thần bí đó để mình đột phá cường hóa lên, đó là cái những cái khoáng thạch thần bí đó ha. Cái này là cũng khoáng thạch, cái này là cụ thể là khoáng thạch thần bí cấp 5 luôn nè. Còn cái này là nó cho mình hên xui. Ở cái này là chắc chắn ra cấp 5 nè. Còn cái này là cho thôi thôi kệ đi, mình sẽ làm cái clip cụ thể hơn với anh em ha. Rồi, xin kính chào toàn thể quý vị và các anh chị em. Một lần nữa Chun chúc những cái anh chị em mà đã theo dõi cái kênh của Chun, nói chung và giống như bạn theo dõi clip này nói riêng, có một mùa Giáng sinh thật an lành, ấm áp và hạnh phúc bên người thân và gia đình bạn bè các kiểu này nọ. Ok rồi, xin trân trọng mà kính chào toàn thể quý vị các anh chị em.